Hello anh em, lại một buổi chiều nữa với một trận banh. Và team Hades hôm nay không đá sân 5 mà đá sân 7 nha anh em ha. Mấy anh em đang đá trong sân rồi ha. Rồi, cùng điểm danh xem hôm nay có những ai đá nha. Tân Owen, nay mượn áo của mình mặc. Rồi anh Di, Tin. Trong sân thì thủ môn Hùng Xù bình thường chụp sân 5 không mà hôm nay chụp sân 7 luôn. Lê Duy Minh, Hồ Viết Trung, Đinh Thành, Trình, Anh Nghĩa, Tiến Vé. Ok, mình hôm nay thì tới hơi trễ nên đã sau. Chiều nào cũng đẹp ha, lên sân buổi chiều đẹp, quá trời đẹp. Mỗi lần buổi chiều đi làm về ra sân banh, đá banh là cảm thấy lòng phơi phới anh em à. Vẫn là đôi Puma Evo Speed hồng và xanh. Anh em nào muốn mua vớ giống như mình thì link trong phần mô tả nhé. Siêu rẻ, siêu đẹp, mang vào đá banh là siêu chuẩn luôn. Tỷ số trong sân hiện tại là mấy trái rồi mình cũng không biết nữa. Rồi, vô đá nha. Đinh Thành 30 cho Soái Ca Đinh Thành. Một pha sâu kim rất là đẹp. Và sau đó lại là một pha phối hợp không tốt giữa Đinh Thành với Cá Trình. Ồ, không có chạm tay à. Mình nhìn thấy như chạm tay rồi. Và Đinh Thành dứt điểm. Wow, tỷ số lúc này đã được luân bình. Một đường truyền lên không tốt của đội bạn và một cú ra chân rất nhanh của môn chỉ biết đứng nhìn. Đến biên cho các cầu thủ áo cam. Chống chạy quá, chân trái. Vào rồi, Hùng Xù đã vây hết người để cản phá nhưng vẫn không thể ngăn cản được bóng lăn vào lưới. Trình, mất bóng rồi, nguy hiểm quá. Hồ Viết Trung đã kịp bọc lót. Và giờ là Đinh Thành. Chị Giai, anh Di, Tin, làm gì đây? Wow, một pha Chivilla của anh Tin. Một cú dứt điểm không thể nào chê được luôn. Quá hoàn hảo cho một pha vẫy má ngoài của anh Tin. Tỷ số lúc này đang là 3-3. Chống chạy quá, tấn công cho thủ đội bạn. 3-2, quyết định dứt điểm ngay. Và một pha đổ người bắt bóng không tốt của Hùng Xù. Lại thua một quả nữa rồi. Đinh Thành che chắn rất tốt. Một pha chuyển cánh rất cơ bản từ các anh em Hades. Anh Tin không được, bóng đã vụt khỏi chân của Khánh Mika. Và bây giờ là Đinh Thành tấn công bên biên trái. Khánh Mika, wow, một pha đặt lòng rất nhẹ nhàng của Khánh Mika. Tỷ số một lần nữa được quân binh. Trong lúc diễn ra trận thi đấu này thì ở phía xa xa, phía bên kia rừng đang có một màn karaoke tra tấn nguyên sân. Một đường truyền lên không tốt. Tấn Owen, một cú đặt lòng rất nhẹ nhàng giống như cú đặt lòng của Khánh Vika. Bây giờ Hades đã gác một trái rồi. Sau khi ngồi đợi nửa tiếng đồng hồ thì giờ được đá rồi nha anh em. Tới đây rồi. Được hưởng một pha đá phạt cũng tương đối xa, chắc khoảng 20m và đứng trước bóng là Đinh Thành. Ôi, trời, đâu ra đứng chỗ đó luôn trời. Đâu ra trời. Hay dữ. Không tin luôn. Vika lại. Thành rồi. Về lại sau mình nè. Đội biên. Hay không? Thank you.
Chạy dứt luôn anh Tâu ơi. Hay chà, nhét ống lên lỗi là phải trả giá liền, còn gác hai trái. Lúc này thì mình đã rời sân rồi nha anh em. Dứt điểm. Wow, một cú dứt điểm dội chân tơ quen và bóng lăn thẳng vào ngay góc. Hùng xù cũng bó tay, còn gác một trái. Cự ly pha đá phạt này cũng tương đối xa, đến khoảng 20m. Không có dứt điểm mà được chuyền ngang. Vào rồi, một pha phối hợp có vẻ như là không có gì nguy hiểm nhưng bóng vẫn nằm gọn trong lưới. Liên tiếp là 3 bàn thua và tỷ số đã trở về vạch xuất phát. Sơ suất tí thôi là bị gỡ hòa liền. Ồ, đường chuyền lên không thành công. Dứt điểm, một cú sút rất mạnh vào đúng vị trí của Hùng Xù nhưng vẫn có bàn thắng cho Hữu Áo Cam. Và bây giờ thì anh em Hades đã bị gác một trái rồi. Lúc đầu cũng bị gác một trái nhưng gỡ được. Bây giờ không biết sao đây. Hui. Vào luôn. Vào luôn trời ơi. Xù ơi là Xù, làm gì vậy Xù ơi. Một pha bóng rõ ràng là lỗi của Hùng Xù rồi. Bây giờ thì bị gác hai trái lại rồi. Cắm đầu lên gỡ tiếp thôi. Tinh thần. Điều chuyền lên cho Tân Owen. Một pha bóng người rất hay. Tiếp tục là một cú đặt lòng rất gọn gàng của Tân Owen. Và tỷ số được rút ngắn xuống còn một trái. Thời gian vẫn còn dài để đi tìm bàn thắng gỡ hòa. Cố lên anh em. Tơ quen. Điều chuyền lên cho Tin. Tinh thần. Wow. Một pha dứt điểm cẩn thận và đã có bàn thắng quân bình tỷ số cho anh em Hades. Phần còn lại của trận đấu thì mỗi bên cũng có thêm rất nhiều cơ hội. Nhưng tiếc là không có thêm bàn thắng nào. Kết quả chung cuộc là hòa nha anh em. Sau trận đầu đá với anh em Hades, bây giờ mình đã trận thứ hai ở bên sân Football Arena và mấy anh em Borussia Sài Gòn. Đó. Trời ơi. Thay đồ luôn rồi. Nãy mang đôi Puma giờ về thay đôi Mizuno rồi. Xem đội có ai ha. 21 Chim Hải Phương, Kim Messi. Vẫn là anh bạn Hàn Quốc An. Và đội đối thủ. Sao không có đồ ta? Ok, thôi không đồ cũng không sao. Bên mình có đồ là được rồi. Đây là Sifo. Số 8 Hoàng Phương. Đây là Yosuke. Và đây là anh bạn Hàn Quốc An. Trước đá Sài Gòn, giờ ra Bình Định rồi. Số 18 Kim Messi. Số 22 Jonathan Otis. Và đây là anh Trung. Thực sự mà nói lúc này mình rất lo cho anh bạn này. Đó là một pha vào banh rất mạnh và rất nguy hiểm cho đôi chân. Nhưng khi thấy cậu ấy ngồi dậy và đi ra thì tất cả mọi người đều thấy nhẹ thỏm trong người. Chẳng ai muốn đi đá bóng giải trí như thế này mà mang về chấn thương cả. Sao nha? Ok. Bạn. Nói thiệt, pha này là mình quan sát và truyền cho ông bạn mang vớ dài đứng gần đó. Khó quá hay sao nên ông bỏ luôn không lấy. Vô tình lại thành kiến tạo cho Kim Messi ghi bàn. Nói chung, cũng là một pha kiến tạo có phần may mắn và ông Kim chọn vị trí cũng rất là hay.
Hay chà, vừa vào sân đá được có tí xíu mà hết hiệp 1 liền. Từng nào cũng vậy hết trời. Jessica. Okay, bắt. Okay. Okay. Hay okay. Ổn anh. Okay. Sao nha. Trái á. Giữa lại si. Quả banh như này thì xác định là mình không đánh đầu được rồi. Nhưng vừa rồi mình bị ai đó xô từ phía sau lưng rất là mạnh. Lúc đó giả bộ ngã thì không biết trọng tài có thổi phạt không ta. Về đây. Bạn, về lại bạn. Ok. Này chắc là một pha cố tình phá bóng cho bóng trúng vào chân mình dội ra biên đây nè. Nhưng vô tình bóng lại lọt qua giữa hai chân mình rồi vô lưới luôn. Xong pha này thấy ảnh cười cũng rất là tươi. Niềm vui giải trí là đây chứ đâu. Scare. Scare. Yes, I. Tình huống này camera của mình quay không rõ cho lắm nên cũng không kết luận được. Nhưng có thể là do đầu trận đến giờ nhiều pha va chạm nguy hiểm quá nên giờ đụng cái là trọng tài gắt còi thôi. Cắt về AC. Đây bạn ơi. Biên lại bạn. Bên trái. Bạn. Che lại. Bạn. Nè, trước mặt em nè. Dạ em. Ok. Phương. Hai người chồng cánh rồi. Ok. Ơi, em ơi, nhấn vô cái nữa. Ok, chọn qua đầu. Say. Tiếc quá, quả này ráng đá chuẩn chân, cho bóng vào góc gần là ghi bàn rồi. Phước. Yeah.
Ok, Yosuke. Đó bạn ơi. Ok. Ok, và buổi đá banh của mình hôm nay tới đây là đủ đô rồi. Ra nghỉ ngơi thôi, còn nhiều anh em khác chưa vào đá. Dừng nhau tí. Anh em thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh nha. À quên, anh em nào muốn mua vớ thi đấu, áo đội tuyển bóng đá Việt Nam, túi đựng giày hay là những cái loại banh để thi đấu bóng đá thì liên hệ vào fanpage trong phần mô tả mình để link nha. Mình là Phạm Thi, xin chào và gặp lại. Bye bye.